Anh Phúc, ở đây là ở đâu vậy? Nhà của anh. Mọi người đi kiếm bà, còn bà đi nghỉ dưỡng. Đang ở resort nào mà đẹp dữ vậy? Ở đây là nhà của anh Phúc đó. Ai? Cô đơn quá, anh muốn. Thôi mà, em nói rồi. Ủa, cô với anh Phúc á? Hai người đang quen nhau hả? Phúc thân thiết với cả Xuân và Mai. Rất thân thiết Dĩnh với Mai. Không khỏi lo lắng cho hai cô bà bạn thân. Bà quan tâm tới con Xuân. Tóm lại là thằng chả muốn cái gì. Vấn đề mà Phúc với Mai tôi nghe đồn là hai người có tình lý. Và sự quan tâm của anh đã trở thành cái gai trong mắt kẻ bắt cá nhiều tay. Lại là cái thằng kỳ đà cản mũi này. Để tao coi mày có thể trụ lại được bao lâu. Mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Có Hẹn Với Yêu Thương, phát sóng 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.